Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng Mazda CX-8 nhé. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 15 tháng 4 rồi, giữa tháng 4 rồi, em xin phép được chia sẻ cũng như cập nhật những cái chính sách giá bán và các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng Mazda CX-8 này cho anh chị em nào mà đang quan tâm cũng như là đang có nhu cầu tìm hiểu để có thể cân đối lựa chọn và có cái sự chuẩn bị về cái tài chính của mình một cách tốt nhất anh em nhé. Thì dòng Mazda CX-8 này đang cạnh tranh trực tiếp với xe Kia Sorento này, chiếc xe Hyundai Santa Fe này, hay là chiếc xe Toyota Fortuner. Đó. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ về giá xe, tính tổng lăn bánh cho anh em ở khu vực Hà Nội nhé, ở thành phố Hồ Chí Minh và anh em ở các tỉnh. Đó. Thì có 4 sự lựa chọn cho anh em, 4 phiên bản, nó bao gồm phiên bản 2.5 Premium này, 2.5 Luxury và 2.5 Premium 2 cầu 7 chỗ và 2.5 Premium 2 cầu 6 chỗ. Với cái chính sách bán phân vùng thị trường thì anh em ở tỉnh nào có đại lý của Thaco Kia Mazda thì anh em vui lòng bắt buộc phải mua tại khu vực tỉnh đó anh em nhé. Còn đại lý của em ở khu vực Hà Nội nên em sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất cho những anh em đang có hộ khẩu tại khu vực Hà Nội hoặc có nhu cầu đăng ký biển số Hà Nội anh em nhé. Đó. Thì để đi vào chi tiết chia sẻ từng phiên bản cho anh em, nó bao gồm cái phiên bản đầu tiên em muốn chia sẻ cho anh em là phiên bản 2.5 Premium 2 cầu 6 chỗ. Cái bản này hiện tại đang có giá là 1.269.000.000. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt tại thời điểm giữa tháng 4 này thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.334.000.000, trả góp thì đang là 349.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1.318.000.000, trả góp thì đang là 323.000.000. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1.301.000.000, trả góp thì đang là 305.000.000. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký, ví dụ bao gồm tiền thuế trước bạ này, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói và cái tiền bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Hiện tại bên em đang rất là sẵn xe giao ngay cái bản màu trắng của cái dòng Mazda CX-8 2.5 Premium 6S này 6 chỗ anh em nhé. Đó. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda CX-8 2.5 Premium 2 cầu. Cái bản này hiện tại đang có giá là 1.259.000.000. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em nhé, còn quà tặng theo xe tất cả các phiên bản, nó vẫn bao gồm dán phim cách nhiệt này, thảm trải sàn, túi cứu hộ. Đó. Thế để trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.320.000.000, trả góp thì đang là 346.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1.308.000.000, trả góp thì đang là 320.000.000. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1.290.000.000, trả góp thì đang là 302.000.000. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại góc trái màn hình nhé. Thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết nhất cũng như là sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhé. Đó. Với cái bản 2.5 Premium này bên em hiện tại cũng đang còn một xe màu trắng giao ngay cho anh em ở cái thời điểm giữa tháng 4 này. Đấy, cái thời điểm mà em đang chia sẻ với anh em. Và cái chính sách giá bán nó sẽ còn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Mazda CX-8 2.5 Premium 1 cầu. Cái bản này hiện tại đang có giá là 1.169.000.000. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em nhé, cũng tương đối là sâu ở cái thời điểm giữa tháng 4 này, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.225.000.000, trả góp thì đang là 323.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1.219.000.000, trả góp thì đang là 299.000.000.
Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 201 triệu, trả góp thì đang là 281 triệu. Với cái chính sách bán phân vùng thị trường thì anh em ở tỉnh nào có đại lý của Taco Mazda Kia thì anh em vui lòng bắt buộc phải mua tại tỉnh đó anh em nhé. Anh em có thể xem kênh của em để tham khảo cũng như là có sự chuẩn bị về tài chính của mình một cách tốt nhất anh em nhé. Đó. Em thì trực tiếp đứng bán tại khu vực Hà Nội nên là cái chính sách giá bán sẽ còn tốt hơn rất là nhiều cho những anh em đang có hộ khẩu tại khu vực Hà Nội anh em nhé. Đó. Với cái bản 2.5 Premium này thì bên em hiện tại đang còn hai xe giao ngay cho anh em ở cái thời điểm giữa tháng 4. Đó là cái màu trắng và một xe màu xanh, xanh Kawasaki. Đó, anh em có thể cân đối lựa chọn lấy ngay ở cái thời điểm giữa tháng 4 này em đang chia sẻ. Cái bản các phiên bản em đang chia sẻ như này là cái phiên bản 2023 rồi anh em nhé. Đó, anh em cân đối lựa chọn. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư. Đó là cái bản Mazda CX-8 2.5 Luxury. Cái bản này hiện tại đang có giá là 1 tỷ 079 triệu. Cái bản này bên em cũng đang rất là sẵn xe giao ngay, một xe màu màu trắng giao ngay. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé. Anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 128 triệu. Trả góp thì đang là 299 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1 tỷ 120 triệu, trả góp thì đang là 277 triệu. Lăn bánh ở tỉnh nhá thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 102 triệu, trả góp thì đang là 259 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cho anh em rất là chi tiết tất cả các phiên bản của cái dòng Mazda CX-8 ở cái thời điểm giữa tháng 4 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt này, giá cạnh tranh thì anh em vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho em ở số điện thoại góc trái màn hình nhé. Thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết nhất và giá sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh nhé. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục cái chính sách giá bán để cho anh em có thể cân đối lựa chọn cái thời điểm lấy xe của mình một cách tốt nhất và rõ ràng nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Thank you.